cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Phương. Thì hôm nay Phương ra vườn để Phương chuẩn bị gieo cái hạt rau dền xanh này cả nhà. Cái đợt trước thì Phương trồng cái rau dền màu tím màu đỏ cả nhà. Thì hôm nay Phương sẽ trồng cái rau dền màu xanh này thử ha. Ông xã Phương thì rất là thích ăn cái loại màu xanh này. Cái màu nó đỏ kia ông không thích cả nhà. Ông nói nấu canh nó ra cái màu nó đỏ, nhìn thấy ghê. Cho nên là hôm nay Phương mua cái hạt rau dền màu xanh để Phương gieo, để có rau nấu canh cho ông xã ăn. Thì đất Phương đã làm xong cả nhà. Làm xong rồi bỏ phân rồi, phân gà, Phương bỏ phân gà thôi. Rồi vô nông nghiệp á, hồi đó mình tưới nước lên rồi mình ủ. Phương ủ này cũng mấy ngày à. Hôm nay Phương sẽ trộn lên, xới lên á. Rồi bắt đầu mình rải cái hạt rau dền xuống, mình gieo thẳng luôn ha. Thì cái hạt rau dền này họ nói là từ lúc gieo cho thu hoạch á thì 22 ngày nha cả nhà. Thì bây giờ Phương sẽ bắt đầu lấy hạt ra để rải gieo. Rồi có tấm giấy họ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn trồng nè cả nhà. Đây cái hạt của nó cũng đỏ cả nhà. Rất là nhiều luôn. Đây nè. Quá chừng luôn á. Cái bạch hạt này là chắc trồng nhiều lần lắm cả nhà, tại vì Phương trồng cái dạng ít đủ ăn ở nhà thôi. Phương trồng chừng 4 chậu này là đủ nhà thay đổi món ăn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ rải hạt xuống nha cả nhà. Rải trực tiếp đúng không? Rồi bây giờ mình chỉ cần rải cái hạt rau dền vô đất để mình gieo ha. Thì đất này Phương đã làm xong rồi nha cả nhà. Phương ủ phân trong đây khoảng mấy bữa rồi, bây giờ Phương mới gieo hạt nè. Ủ phân trong đây cũng đơn giản à, Phương chỉ dùng phân chuồng, phân gà thôi ha, với lại ít trấu, sơ dừa. Cái phần quan trọng nhất á là vôi nông nghiệp nha cả nhà. Nếu mà cả nhà không có dùng vôi á thì cả nhà dùng nấm trích cho đờ ma nha. Trong hai thứ này á là mình chỉ sử dụng được một thứ thôi nha cả nhà, chứ mình không có sử dụng chung ha. Phương thường sử dụng là vôi nông nghiệp để trộn đất thôi cả nhà. Mình cố gắng mình gieo cho nó thưa thưa nha cả nhà, tại vì nó dày quá, cái mốt cái cây rau dền á nó không có được to, nó chen chúng nhau á. Nói chung là mình phải cố gắng gieo thưa ha, nhưng mà mình gieo thế nó cũng dày cả nhà. Cái mốt thì cây nào nó to á mình cắt mình ăn trước, rồi mấy cây nhỏ ở dưới nó sẽ gặp được ánh sáng ánh nắng cả nhà, nó sẽ lớn nha. Chứ mà nó chen chúng là cây nhỏ cây lớn nha cả nhà. Cái bịch hạt này hôm nay tôi mua là khoảng 30k Việt Nam mình nha cả nhà, thì nó có 10g hạt, nhiều lắm cả nhà. Cái này chắc trồng chắc một đám bự. Mình trồng chỉ có 4 chậu vậy thôi, trồng đủ ăn cả nhà. Tại vì không có chỗ nhiều á, cho nên là mình trồng mỗi thứ một ít. Tại mình có rau này rau kia, mình thay đổi cho bữa ăn. Rồi bây giờ cả nhà cùng chờ cái rau dền nó lên, mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem ha. Rải hạt xong á thì mình sẽ phả đất như thế này ha, cho nó bằng. Rồi sau đó mình sẽ rải một lớp rấu ha, mình chống nóng giữ ẩm cho cái hạt mầm á cả nhà. Rồi mình tưới nước á, đất nó cũng không có bị dăng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tưới đậm nước chừng vài ngày là nó lên cả nhà. Cái hạt rau dền này á, nếu mà nó lên nó nhanh lắm. Hạt rau dền gieo sau 2 ngày lên nè cả nhà, lên xanh xanh nè, mấy cây nhỏ nhỏ xanh xanh nè, cây rau dền á. Cái hạt rau dền này Phương gieo cũng nhiều lần cả nhà, Phương thấy rất là dễ lên ha, mà nó nhanh lên nữa. Nếu mà hạt mà khó lên á là cái hạt nó không có chất lượng á cả nhà. Rau dền hôm nay được 2 tuần cả nhà. Hôm nay Phương sẽ tưới phân cá cho rau dền ha. 3-4 ngày mình pha phân cá mình tưới cho rau dền một lần ha. Phương thấy cái rau dền á dễ chăm sóc nhất, không có chăm sóc gì nhiều cả nhà. Mình gieo hạt xuống là cây lớn mình thu hoạch. Bao bì á họ nói là 22 ngày thu hoạch, nhưng mà Phương nghĩ chắc là 1 tháng mới được. 22 ngày chắc nó chưa có lớn đâu cả nhà. Rau dền được 3 tuần rồi cả nhà. Nếu như mà cả nhà mà muốn ăn rau dền nhỏ thì cỡ này mình thu hoạch được rồi ha. Phương thì Phương để lớn tí. Đúng như bao bì họ nói luôn cả nhà. Họ nói là 22 ngày là được thu hoạch. Thì 22 ngày thì nó sẽ nhỏ như thế này ha. Phương để cây to hơn Phương mới thu hoạch. Bón phân thì cũng đơn giản cả nhà. Phương pha phân gà với lại phân cá Phương tưới thôi ha. Cứ vài bữa mình pha mình tưới lại. Nói chung là phân hữu cơ cũng dễ cả nhà. Mình cứ pha lỏng rồi mình tưới ha. Thank you.
chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay buổi chiều Phương ra vườn để thu hoạch rau dền này cả nhà. Thì rau dền Phương trồng được 24 ngày cả nhà. Hôm nay thì cây nó cũng lớn à. Thì Phương sẽ thu hoạch cái nào mà nó to thì mình thu hoạch trước ha. Để cho mấy cây nhỏ để cho mấy cây nhỏ mà nó gặp được nắng đó nha, nó sẽ lớn tiếp tục ha. Bây giờ xin mời cả nhà cô chú anh chị và các bạn đi thu hoạch rau dền với Phương ha. Đây, rau xanh mơn mởn luôn nè cả nhà. Cái rau này nó còn lớn nữa ha. Nếu mà mình muốn ăn lớn nữa thì mình để cho nó lớn nữa. Phương thì Phương thu hoạch luôn, tại vì nó còn chi chít những cây nhỏ bên trong cả nhà. Mình thu hoạch cái này á, để mấy cây nhỏ kia nó hấp thụ nắng nó lớn nha. Thường người ta trồng bán á, thì người ta sẽ nhổ hết một lượt á cả nhà. Còn Phương thì cái dạng Phương trồng nhà ăn á, cho nên là Phương tỉa nè. Tỉa cái nào mà nó bự á, còn mấy cây nhỏ Phương để lại ha. Đây, Phương thu hoạch hết đó, bên đây cả nhà. Phương thu hoạch được nhiêu đây nấu canh cũng nhiều lắm nha cả nhà, ăn cũng được mấy lại. Đây, mấy cây to mình cắt rồi á, mấy cây nhỏ này nè, nó gặp nắng á nó sẽ lớn rất là nhanh nha cả nhà, tại vì mình trồng mình gieo hạt lúc nào nó cũng dày hết nè, còn nó dày quá nó chen chúm á, thì có cây lớn cây nhỏ, mình lựa mấy cây to như thế này mình cắt trước ha. Cái này nói chung là nó còn lớn nữa cả nhà, mà bây giờ Phương tỉa ăn từ từ á, ăn xong mà cái cho mấy cái này nó lớn á, chứ không thôi mấy cái này nó ống nhờm cả nhà, nó thiếu nắng. Đây còn cái bé bên đây nè, bé bên đây thì để ngày khác mình ăn tiếp á, chứ giờ cắt hết ăn không có hết cả nhà. Cái rau dền này nhìn nó ngon ghê luôn, nó mơn mởn á, nó xanh mướt mơn mởn. Thì rau dền này trồng nhanh nha cả nhà, đúng như là bao bì họ nói luôn, họ nói là 22 ngày mà 22 ngày mình thấy nó còn nhỏ quá thì mình để cho nó lớn thêm vậy ha. Đó, mình các bạn muốn ăn nhỏ cũng được, hay là muốn ăn to thế này cũng được, hay là to hơn cái này cũng được, đừng có để cho nó có bông là được ha cả nhà, nếu có bông nó già cũng được ngon. Nhưng mà cái rau dền này thì nó rất là thu hút cái con bọ nhảy cả nhà. Ở trên sân thượng Phương thì ít có con đó ha, mà Phương cũng thấy có ít con nè, nó ăn lủng lẳng lá hết trơn luôn, với lại mấy con cầu cào á, trồng cái này là hay gặp mấy con đó luôn. Phương trồng ở trên đây thì nói chung là đỡ hơn cả nhà, chứ trồng ở dưới là nó buồn, nó ăn nhanh, nó ăn lủng lỗ hết luôn. Mình canh á, mỗi ngày mình kiểm tra mình canh mình coi mình bắt hết cả nhà, chứ mấy con này mình phun cái gì nó cũng không hết đâu cả nhà, hết con này con khác nó cũng đến nè. Nhưng mà mình trồng mấy cái rau này thì mình không có phun thuốc ha, phun thuốc ăn không tốt sức khỏe cả nhà. Phương thì Phương hay sử dụng là tỏi ớt gừng á, xay nhuyễn ngâm nước pha loãng ra rồi phun á cả nhà. Chứ không thôi thì hiện tại thì Phương đang sử dụng thử cái baking soda cả nhà, cái bột baking soda là pha nước pha loãng ra, nói chung là mình múc chừng tí xíu nè, mình pha cái bình phun á, mình pha một bình đó hát, sau đó mình cho thêm một tí nước rửa chén cả nhà, mình phun. Nói chung là Phương thấy người ta chia sẻ thì Phương cũng làm theo nè, xem có nói chung là có hiệu quả gì không. Nếu mà có hiệu quả thì Phương chia sẻ lại cho cả nhà. Phương cũng mới sử dụng vài bữa thôi cả nhà, xem coi cây nó như thế nào. Nếu mà thấy hiệu quả thì Phương sẽ chia sẻ cách cho cả nhà làm để mình phun á. Nói chung là mình không có dùng thuốc á, thì nó cũng vài chục phần trăm thôi cả nhà, chứ không có tới 100% đâu ha. Mình dùng thuốc mà còn không được 100% nữa, tại vì mấy cái con côn trùng nó rất là nhiều, mình giết con này thì con khác nó sẽ đến, cho nên là không thể nào mà mình diệt hết hoàn toàn được cả nhà, trừ khi mà mình cắt cái nhà màng á, mình cắt nhà màng xong rồi mình trồng cây trong đó đó thì nó sẽ giảm được nhiều những con côn trùng mà nó vô nó bu cây ha. Còn mình trồng mà trực tiếp ngoài như thế này nè thì không sao mà tránh khỏi được cả nhà. Thì mình trồng rau mình ăn á, thì mình tốt nhất là mình không có nên sử dụng thuốc hóa học hay là thuốc những cái loại thuốc mà thực vật rồi cả nhà, mình không có sử dụng mấy cái đó ha. Tại vì mấy cái đó rau thì ăn á rất là nhanh cả nhà, thấy trồng có hai mấy ngày thôi là mình thu hoạch rồi,
mà mình phun thuốc này nọ kia thì những cái thuốc đó nó sẽ dính vào trong cái lá nào á, nó lâu bị trôi cả nhà. Cho nên là tốt nhất là mình không có phun thuốc ha. À, các bạn cứ làm tỏi gừng với lại cái baking soda mà Phương mới nói, nói chung là người ta chia sẻ rất là nhiều luôn. À, mình tìm hiểu, mình học hỏi á, để mình làm mấy cái đó mình phun cho cây, nói chung là nó sẽ an toàn hơn cả nhà. Mình phun thì nói chung là nó không có hết được 100%, nhưng mà nó cũng sẽ xua đuổi được một phần nào á, cho cây mình nó sẽ đỡ bị mấy con côn trùng nó ăn, nó làm cho hư cây cả nhà, thì mình xua đuổi được một phần nào ha. Thì cái cách trồng cái rau dền này cũng rất là đơn giản dễ trồng, Phương đợt trước Phương cũng chia sẻ qua một lần ha. À, lần trước thì Phương trồng cái rau dền mà cái loại có màu đỏ cả nhà, màu tím tím á. Thì cái lần này thì Phương trồng cái rau dền màu xanh này. Cái rau dền này nó có rất là nhiều loại như cả nhà, rất là nhiều giống luôn, xanh đỏ rồi hoa rằng rằng ri ri này nọ kia, nó rất là đẹp luôn, nó có nhiều loại lắm cả nhà. Hay là nguyên cái cây rau dền nó đỏ tươi luôn cũng có luôn nữa. Hay là rau dền cơm nè, rau dền cái dạng rau dền dại á, nó rất là nhiều thứ luôn cả nhà. Nhưng mà Phương thấy trồng cái cây này cũng dễ trồng nè, ăn nó ngon mà nó có nhiều vitamin nữa cả nhà. Cho nên là cả nhà thường xuyên á, mình sẽ trồng một mớ này mớ nọ mớ kia để trong cái vườn của mình có được rau này rau nọ rau kia, mình thay đổi cho bữa ăn hàng ngày ha. Cách trồng và chăm sóc cho cây rau dền như thế nào á thì Phương có chia sẻ lại hết cho cả nhà rồi ha. Phương chúc cả nhà thành công. Thì video của Phương hôm nay á đến đây Phương xin kết thúc. Phương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết cái video của Phương ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, chị luôn thành công trong cuộc sống. Thì cô chú anh chị và các bạn xem video của Phương á, thấy video của Phương có hay có thích thì đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ. Và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha, để theo dõi tiếp những video mới của Phương. Bây giờ Phương xin chào cả nhà. Chị hẹn cả nhà trong video tiếp theo nha. Bye bye.